Sổ đỏ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân tổ chức khi đảm bảo và công nhận quyền lợi hợp pháp của người sử dụng trên diện tích mảnh đất được cấp phép. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia, người dân nên làm sổ đỏ ngay trong năm 2023. Vậy tại sao cần làm gấp như vậy? Và để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Chiến, giám đốc công ty luật Nguyễn Chiến. Thưa luật sư, là nhiều ý kiến cho rằng là nên làm sổ đỏ vào trong năm 2023. Vậy theo ý kiến của luật sư thì tại sao người dân nên làm sổ đỏ ngay trong năm 2023? Vâng, vừa rồi thì cũng đã có rất nhiều người dân quan tâm đến cái việc là luật đất đai sửa đổi năm 2023. Thì theo cái quy trình xây dựng luật thì cuối năm 2023, Quốc hội sẽ thảo luận và có thể thông qua cái dự thảo luật này. Thì cái giá đất chính là nguyên nhân phát sinh ra nhiều những các cái khiếu kiện mâu thuẫn thì sẽ được xem xét là sửa đổi để áp dụng theo cái cơ chế giá thị trường. Và nếu như áp dụng theo cơ chế giá thị trường thì từ năm 2024 luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thì chắc chắn là cái giá đất được xây dựng theo khung giá đất hàng năm và sát với giá thị trường, tiệm cận với giá thị trường sẽ làm cho giá đất khi định giá để làm sổ đỏ sẽ cao lên, tăng lên rất nhiều so với quy định của luật đất đai hiện hành. Thì lúc đó thì cái giá trị tiền thuế và các chi phí khác làm sổ đỏ cũng sẽ phải tăng theo. Một cái vấn đề thứ hai là đối với các cái loại đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mà làm sổ đỏ thì trước đây ấy, chỉ có điều kiện là không tranh chấp. Thế nhưng mà bây giờ thì gia tăng các cái điều kiện khác ở trong cái dự thảo là đất nó phải bảo đảm cái tính hợp pháp lệ. Thế do vậy mà nếu như mà đất mà sử dụng ở theo cái dạng mà do khai hoang, do bồi đắp hoặc do tự tôn tạo mà nó phát triển ra thì cái đất đó sẽ được quy vào có thể là do lấn chiếm không hợp pháp hoặc là cái nguồn gốc của nó không rõ ràng thì theo cái tinh thần của luật mới sẽ không được xem xét để mà cấp sổ đỏ. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ, nhà đầu tư bán cắt lỗ cao nhất lên tới 50% do áp lực tài chính khi sử dụng hết gói vay ưu đãi từ chủ đầu tư. Cụ thể, khu vực Trung Du miền núi phía Bắc có 16 dự án mở bán, đưa ra thị trường khoảng 1.655 sản phẩm mới, nguồn cung chủ yếu tập trung tại Hòa Bình, Lạng Sơn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt khoảng 10,3%, tương đương 172 giao dịch. Về giá bán, trung bình khoảng 30 triệu đồng một mét vuông, giá mặt bằng đi ngang so với quý cuối năm 2022. Một số dự án đất nền tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi về lãi suất, tiến độ thanh toán chia thành nhiều đợt, chiết khấu khi đăng ký mua nhiều lô. Trong báo cáo mới phát hành, Viện Nghiên cứu ULI Asia Pacific Hồng Kông cho biết, khi lấy tỷ lệ giá nhà trên thu nhập để đánh giá mức độ sở hữu nhà của người dân một nước tại châu Á, thì thấy rằng thẩm quyến Trung Quốc đứng đầu danh sách với tỷ lệ là 35, xếp thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ là 32,5. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng bị thách thức về khả năng tiếp cận nhà do giá nhà đã cao hơn thu nhập đến hơn 32 lần. Theo nhận định của giới chuyên gia, giá bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai sẽ đắt hơn cả Singapore vì nhu cầu nhập cư tại hai thành phố lớn này ngày càng gia tăng. Áp lực nhập cư khiến bất động sản chung và cao cấp ngày càng có giá cao. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, do thủ tục pháp lý kéo dài, trong quý 1 năm 2023, thị trường miền Nam không ghi nhận nguồn cung khu công nghiệp mới. Loại hình nhà xưởng và nhà kho xây sẵn, thị trường có được nguồn cung là 82.000 m2 nhà xưởng và 51.500 m2 nhà kho. Ngược lại, miền Bắc chào đón nguồn cung mới với khoảng 116 ha từ khu công nghiệp Tam Dương 1, phân khu 2 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, không có nguồn cung kho xưởng mới nào trong quý này. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, giá thuê sơ cấp tại các thị trường nhìn chung là tăng. Trung bình tại khu vực phía Nam là 163 đô la Mỹ trên một mét vuông một kỳ hạn thuê, tăng 2,5% theo quý và 13% theo năm. Còn tại phía Bắc là 115 đô la Mỹ một mét vuông một kỳ hạn thuê, tăng 2,9% theo quý và
là 5,5% theo năm. Theo thống kê từ Vietstock Financials, 16 doanh nghiệp được liệt kê có tổng doanh thu từ khu công nghiệp đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng và lãi ròng gần 1,9 nghìn tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và hơn 9% so với cùng kỳ năm 2022. Kính thưa quý vị, hiện nay với số lượng dự án nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp đã triển khai mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của người lao động có thu nhập thấp. Nhiều chuyên gia cho rằng cần có sự tham gia của nhà nước, các tổ chức, người sử dụng lao động, đặc biệt là của các địa phương trong việc hỗ trợ phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu bức thiết của người lao động. Gia đình anh Đức mới có thêm thành viên mới, với không gian chật hẹp và đặc biệt rất oi nóng vào mùa hè. Muốn cải thiện nơi sống rộng rãi và thoáng mát hơn, nhưng đến giờ vẫn chưa đủ kinh tế dù đã làm công nhân tại khu công nghiệp đã nhiều năm. Thì bọn em đi làm đây thì cũng chỉ trang trải đủ cho cuộc sống gia đình thôi, chứ nếu mà để dư giả thì cũng có góp, tích góp một ít thôi, chứ đủ để cho khi nào mình trường hợp nó khó khăn chẳng hạn thôi, chứ còn nếu mà không có nhiều dư giả. Theo thống kê, hiện nước ta đang có 3,78 triệu công nhân lao động trực tiếp trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong số đó có khoảng 1,8 triệu lao động có nhu cầu về nhà ở. Kết quả phát triển nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu. Cụ thể cho đến nay đã hoàn thành đầu tư xây dựng 126 dự án, trong quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ với tổng diện tích 3.135.000 m2. Mới đáp ứng được gần 30% nhu cầu của công nhân lao động, các chuyên gia cho rằng vấn đề nhà ở đóng vai trò vô cùng quan trọng vì đây là chìa khóa quyết định đến vấn đề việc làm, vấn đề năng suất lao động. Chính quyền các địa phương cùng với các bộ ban ngành phải tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho các cái chủ đầu tư các cái nhà ở xã hội tiếp cận được với cái nguồn vốn giá rẻ mà chính phủ và các cái ngân hàng thương mại đang có. Đồng thời cùng với đó phải đáp ứng được cái khả năng tiếp cận cái nguồn nguyên nhân vật liệu lao động cũng như các cái phương tiện khác để đáp ứng cái việc xây dựng với một cái giá thấp nhất. Rõ ràng là khi chúng ta duyệt các cái khu công nghiệp hàng trăm hecta thì chúng ta dành ra gọi là 50 hecta chúng ta có phát triển cái nhà ở xã hội cho công nhân, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái chúng ta đưa vào ngay trong quy hoạch của các khu công nghiệp từ đầu, và như vậy thì nó sẽ là giúp cho cái việc là đầu tiên là nó giải tỏa về các vấn đề áp lực về hạ tầng. Vì rõ ràng người ta ở trong khu người ta đi làm ngay lập tức thì nó không cần phải tham gia giao thông công cộng. Và như vậy thì, và cái thứ hai nó cũng giảm thiểu rất nhiều chi phí. Hiện nay nhu cầu nhà ở của công nhân rất cao, đặc biệt là công nhân di cư. Tuy nhiên hầu hết các khu công nghiệp, khu chế xuất đều không đáp ứng được nhu cầu này. Vì vậy hiện có khoảng 80-90% công nhân phải thuê trọ tại khu dân cư. Để công nhân tiếp cận được với nhà ở giá rẻ, bên cạnh hoàn thiện chính sách, cần phải thay đổi tư duy của các cơ quan chức năng ở các cấp, cán bộ giải quyết thủ tục liên quan đến phát triển nhà ở, cấp phép và vay vốn. Thưa quý vị, tòa nhà cao ốc 8B Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội từng gây xôn xao dư luận bởi những sai phạm liên quan đến vượt tầng và tăng diện tích sàn. Đến nay, sau khi đã khắc phục vi phạm và trong quá trình hoàn thành, những căn hộ tại đây được giao bán lên đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị và các bạn, đây là tòa nhà ở vị trí 67 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó vào năm 2015 thì dự án được biết đến với tên là 8B Lê Trực. Tuy nhiên đến năm 2018 thì dự án bất ngờ được đổi tên thương mại thành 67 Trần Phú Discovery Complex 2 và giờ thì được đổi tên thành Discovery Central. Theo thông tin thì tòa nhà chung cư này nằm trong trung tâm của quận Ba Đình. Dự án gồm 17 tầng nổi, 4 tầng hầm, trong đó có 5 tầng thương mại. Từ tầng 6 tới tầng 17 là 12 tầng căn hộ chung cư cao cấp. Hiện tại theo ghi nhận của phóng viên thì 4 tầng thương mại của dự án vẫn để trống chưa cho thuê. Còn các căn hộ ở phía trên đã lác đác có người về ở. Theo môi giới ở quanh khu vực thì dự án đang được bán là loại hình căn hộ Offitel vừa để ở vừa để làm văn phòng, sở hữu sổ hồng 50 năm, có giá dao động từ 70 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Với căn hộ sở hữu lâu dài thì có giá dao động từ 90 đến 110 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí căn hộ. Về tiến độ thanh toán thì khách hàng đóng 35% sẽ nhận nhà ở ngay và 65% đóng trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, theo một số các chuyên gia thì nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu, cân nhắc trước khi xuống tiền mua căn hộ.
bởi trước đó vào năm 2012, các vi phạm liên quan đến vượt tầng và tăng diện tích sàn, và đến tận cuối năm 2020 thì các vi phạm này mới được khắc phục. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày 31 tháng 5 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.